Lâm Khánh Chi nói Vĩnh Thụy, em không xứng đáng để chị trân trọng, quá hồ đồ. Khi Vĩnh Thụy cho rằng việc Lâm Khánh Chi thừa nhận từng có tình cảm với anh là việc quá vớ vẩn, chính vì vậy mỹ nhân chuyển giới này đã bức xúc lên tiếng. Trong cuốn tự truyện của mình, Lâm Khánh Chi đã thừa nhận cô từng có tình cảm với siêu mẫu Vĩnh Thụy khi cả hai cùng tham gia một game show vào năm 2015. Lâm Khánh Chi chia sẻ trong quá trình quay, sức khỏe của ca sĩ chuyển giới không được tốt và Vĩnh Thụy luôn có những hành động giúp đỡ bên vực cô, anh gọi cô là công chúa, còn cô xem anh như hoàng tử trong lòng mình. Cô thích ủi quần áo, nấu mì cho anh vì điều đó làm cô hạnh phúc. Tuy nhiên dường như Vĩnh Thụy đã rũ bỏ quá khứ và cho rằng những điều Lâm Khánh Chi nói là quá xàm và vớ vẩn. Trước điều này, Lâm Khánh Chi đã bức xúc lên tiếng nhắn nhủ tới Vĩnh Thụy. Em không xứng đáng là một người đàn ông mà chị yêu mến và trân trọng. Em quá hồ đồ, chị cảm thấy thất vọng về em. Em tưởng em là ai mà em thích thể hiện ra vẻ vậy. Thật là buồn cười. Vẻ đẹp bên ngoài ai chẳng có, chỉ cần tô quẹt tí là xong. Vẻ đẹp trong tâm trí thì mới khó, cố gắng vẽ vời cũng chẳng bằng không. Lâm Khánh Chi thất vọng về câu nói của Vĩnh Thụy và cho rằng anh không xứng đáng là người đàn ông mà mỹ nhân chuyển giới từng yêu thương. Những sao Việt bị fan phản đối gay gắt chuyện yêu đương. Nhiều sao Việt từng bị fan từ chối ủng hộ và phản đối gay gắt khi biết thần tượng đang vướng vào chuyện hẹn hò. Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm. Sơn Tùng MTP và Thiều Bảo Trâm đã được fan đồn đoán hẹn hò từ 3 năm trước với hàng loạt nghi án xung quanh. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, người trong cuộc vẫn chưa một lần lên tiếng thừa nhận hay chia sẻ gì về mối quan hệ này. Dù chưa xác minh, nhưng nghi vấn yêu nhau của cặp đôi này dường như đang ngày càng được xác tín bởi cả hai không chỉ bị soi về loạt quần áo đôi, cách anh chàng ủng hộ chị gái của người yêu tin đồn và mới đây nhất là chiếc khuyên trên mũi của họ. Đông đảo người hâm mộ phát hiện ra chiếc khuyên mũi trong hình ảnh Sơn Tùng đăng tải lên trang Instagram giống như của Thiều Bảo Trâm. Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm bị phát hiện liên tục cùng dùng đồ đôi. Chứng kiến cảnh thần tượng dành sự quan tâm đặc biệt đến người phụ nữ khác, không ít fan quá khích của Sơn Tùng đã lên tiếng phản đối. Thậm chí nhiều fan bay tẩy chay Thiều Bảo Trâm mọc lên như nấm và thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Thiều Bảo Trâm từng bị fan của người yêu tin đồn công kích dữ dội, thậm chí là những kẻ mắng nhiếc rất khó lọt tai. Gần đây nhất, Sơn Tùng bị các fan phản ứng dữ dội khi nửa năm trời không cập nhật gì mới trên trang cá nhân, nhưng lại chia sẻ công khai sản phẩm âm nhạc mới của Thiều Bảo Trang, chị gái Thiều Bảo Trâm. Subin Hoàng Sơn và Hiền Hồ. Nghi vấn hẹn hò của cặp đôi này được đặt ra kể từ đêm chung kết của The Voice khi Subin Hoàng Sơn trở thành khách mời và kết hợp rất ăn ý với thí sinh Hiền Hồ. Sau đó, những bức ảnh thân mật tình tứ được cho là của Subin Hoàng Sơn đang đi xem phim cùng Hiền Hồ được cộng đồng mạng chia sẻ với nhau một cách nhanh chóng. Và khi ấy, cặp đôi này gặp phải rất nhiều tranh cãi của dư luận. Subin và Hiền Hồ bị nghi ngờ có mối quan hệ tình cảm khi được cho là cùng nhau đi xem phim khuya. Sau khi những bức ảnh này đăng tải, có rất nhiều luồng ý kiến xoay quanh cặp đôi này. Có người ủng hộ, nhưng cũng có vô số fan đòi tẩy chay Hiền Hồ. Đặc biệt là fan Subin Hoàng Sơn công kích cô ca sĩ trẻ rất dữ dội. Thậm chí có người còn đòi giết Hiền Hồ, họ yêu cầu nữ ca sĩ buông tha cho thần tượng của họ. Sau đó, Subin đã lên tiếng về sự việc và thừa nhận cả hai đã dần tìm hiểu về nhau. Có nhiều luồng ý kiến, thậm chí tranh cãi xoay quanh Subin và Hiền Hồ. Người thì cho rằng Subin phủ phàng, không biết cách bảo vệ bạn gái nên mới chia tay ngay khi bị phát hiện. Một số khác lại nghĩ rằng Hiền Hồ đang lợi dụng Subin để được nổi tiếng hơn. Subin và Hiền Hồ đã vướng phải nhiều ồn ào khi câu chuyện này xảy ra. Thời điểm đó, cả hai đều mong sự việc sẽ được dừng lại và khán giả hãy quan tâm đến sản phẩm âm nhạc của họ hơn là đời tư. Hoài Lâm và Hoàng Ngọc. Khi công khai quan hệ tình cảm với bạn gái Hoàng Ngọc, cháu nội nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc, Hoài Lâm liên tiếp vấp phải những lời chỉ trích không hay. Thậm chí tại một đêm nhạc riêng, Hoài Lâm cũng nhận được thư của khán giả bày tỏ bức xúc về chuyện tình cảm của anh. Khán giả này cho rằng chuyện tình cảm đã ảnh hưởng đến hình ảnh ngoan hiền mà anh xây dựng bấy lâu nay. Nhiều khán giả tỏ ra khó chịu và chỉ muốn Hoài Lâm tập trung ca hát hơn chuyện yêu đương hay đòi kết hôn sớm. Sau nhiều lần im lặng vì cảm thấy bị xen vào chuyện cá nhân quá mức, nên Hoài Lâm đều lên tiếng đáp trả thẳng thắn về chuyện tình cảm của mình và bạn gái. Hoài Lâm tiếp tục đăng ảnh cùng bạn gái lên trang cá nhân, mặc cho mọi người không hài lòng về mối quan hệ này. Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh. Từng từ chối nhiều tin đồn hẹn hò, đến tháng 10/2016, Bảo Anh chính thức thừa nhận cô và Hồ Quang Hiếu đang có mối quan hệ tình cảm với nhau. Kể từ lúc công khai hẹn hò, cả hai đã thoải mái hơn rất nhiều khi xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, cặp đôi gặp rất nhiều lời bình luận chỉ trích từ fan của giọng ca không cảm xúc.
Trước đó, dưới hình ảnh được Bảo Anh chia sẻ lên trang cá nhân, một số fan của Hồ Quang Hiếu đã để lại bình luận khiếm nhã. Một người hâm mộ thậm chí còn nặng lời yêu cầu nữ ca sĩ phải chia tay bạn trai, trả anh Hiếu lại cho em, nếu không chị sẽ bệnh mà chết. Đáp lại bình luận nói trên, Bảo Anh không tỏ ra tức giận, thay vào đó cô trả lời một cách hài hước, em ơi 192 Hàm Tử đang chờ đón em về. Thậm chí Bảo Anh còn gửi lại bản đồ hướng dẫn cách đi cụ thể, và được biết địa chỉ trên chính là bệnh viện tâm thần ở thành phố Hồ Chí Minh. Bảo Anh luôn có những câu trả lời sốc khi bị chỉ trích về chuyện yêu đương. Ngoài ra, trước nghi vấn mối quan hệ giữa Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh chỉ là chiêu trò PR và anh lợi dụng tên tuổi của bạn gái, nam ca sĩ thẳng thắn, không hề có chuyện lợi dụng gì nhau, mỗi người đều có một hướng đi riêng. Nếu nói lợi dụng thì tôi đã công khai từ trước, chứ không kể đến khi báo chí chụp ảnh đưa tin các kiểu, chúng tôi đã yêu nhau được 2-3 năm rồi mà. Hé lộ những bóng hồng ngang đời Phước Sang, người làm mẹ đơn thân, người đi xa khuất, người bán cơm trả nợ. Các mẹ ơi, ai bảo chỉ có đàn ông đẹp mới lọt vào mắt xanh của đàn bà đẹp cơ chứ? Em lại thấy không hẳn như vậy đối với Phước Sang. Nhìn vẻ ngoài, Phước Sang chỉ dễ nhìn thôi, thậm chí lại béo. Không hề xoái ca thư sinh, cao ráo hay sáu múi như chuẩn đàn ông bây giờ. Tuy nhiên, những bóng hồng đi ngang đời, Phước Sang thì toàn là mỹ nhân đình đám một thời khiến em giật mình. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, có tới 7 anh em, nên thời sinh viên cuộc sống của Phước Sang rất khổ cực, đặc biệt là sau khi mẹ Phước Sang qua đời. Vì vậy mà thời sinh viên, Phước Sang gầy gò đen nhẽm, khác hẳn tướng mạo to béo như bây giờ. Phước Sang nổi tiếng vào những năm 1990, khi dòng phim Thị Trường lên ngôi, cùng với Lý Hùng, Việt Trinh, Diễm Hương, Phước Sang cũng kiếm bội tiền từ những hợp đồng phim như thế, anh tiêu tiền không phải nghĩ. Thành công trong điện ảnh, nhưng chuyện tình duyên của Phước Sang lại vô cùng lận đận. Có nhiều mối tình đi qua đời Phước Sang, nhưng cùng lắm thì một năm lại tan vỡ. Duy chỉ có một người phụ nữ trụ lại với anh đến cửa hôn nhân sau bao vấp ngã tình trường. Mối tình cay đắng với Việt Trinh. Khi mới bước chân vào con đường nghệ thuật, Việt Trinh từng yêu ông bầu Phước Sang, tuy nhiên mối tình này đã kéo dài được không bao lâu. Dù hai nhân vật chính chưa một lần tiết lộ nguyên nhân, nhưng có thông tin cho rằng, thời điểm ấy, trong khi tên tuổi của Việt Trinh lên như diều gặp gió và nhan sắc của cô ngày càng rạng rỡ, thì sự nghiệp của Phước Sang vẫn chưa khởi sắc. Chính sự khác biệt này đã đẩy cặp đôi xa nhau. Hiện tại Việt Trinh là mẹ đơn thân và tiếp tục tham gia các hoạt động nghệ thuật. Chuyện tình đẹp với Hoa hậu Thu Thảo. Chuyện tình yêu của Phước Sang và Hoa hậu Lý Thu Thảo từng làm nóng các báo. Lý Thu Thảo là Hoa hậu năm 1989 do Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Sau khi đoạt phương miện, vẻ đẹp sắc nước hương trời của chị được giới nhiếp ảnh, điện ảnh săn đón. Sở hữu gương mặt đẹp phúc hậu cùng hình thể chuẩn, Lý Thu Thảo trở thành người mẫu đắt xô của cả sàn catwalk lẫn ảnh lịch. Một thời từng được xem là nữ hoàng ảnh lịch, mối tình của cặp đôi nổi tiếng này vì thế mà càng được chú ý hơn. Khi ấy Phước Sang kinh doanh sân khấu kịch Sài Gòn và sàn nhảy Long Vân, anh đã đầu tư cho Lý Thu Thảo làm chủ nhà hàng Miss Sài Gòn. Khi Hoa hậu Lý Thu Thảo bị người giúp việc chụp ảnh khỏa thân và tống tiền, Phước Sang luôn ở bên cạnh động viên và chia sẻ, kể cả khi vụ án được đưa ra tòa xét xử công khai. Có thể nói cặp đôi này đã được khán giả hết lòng ủng hộ, tuy nhiên vì những lý do riêng, cả hai đã chọn những hướng đi khác nhau. Lúc này Hoa hậu Lý Thu Thảo đã quá nổi tiếng, cô luôn là nhân vật bảo đảm doanh thu cho bộ phim sắp phát hành. Từ một cô hoa hậu hiền lành nhưng phải chịu nhiều lời đồn ác ý. Có lẽ như bao con thú hoang sợ hãi khi trúng tên, Lý Thu Thảo chọn riêng cho mình một cuộc sống bình thường như bao người. Cô rời xa Phước Sang và tìm bình yên nơi chân trời mới. Kim Thư, người đàn bà bền lâu nhất trong cuộc đời Phước Sang, trải qua hai mối tình đầu mặn nồng nhưng không đi tới hạnh phúc. Phước Sang lao đao làm việc như con thiêu thân đến 20 giờ mỗi ngày. Chỉ đến khi gặp Kim Thư, cuộc đời Phước Sang mới trở nên trọn vẹn. Có lẽ anh cần một cuộc hôn nhân hơn mối tình bắt bướm nửa vời. Theo em biết, Kim Thư ít hơn Phước Sang nhiều tuổi. Khi Phước Sang đã là một ông bầu có tiếng, thì Kim Thư vẫn còn là một cô nhóc tì, ngày ngày bám váy mẹ đến sân khấu biểu diễn. Vì còn nhỏ tuổi, nên lúc đó Kim Thư thường gọi Phước Sang là chú. Có mẹ hoạt động nghệ thuật, lại sở hữu ngoại hình sáng và chất giọng tốt. Rất nhiều người khuyên Kim Thư nên theo con đường ca sĩ. Nhưng có lẽ vì cái duyên chưa tới, nên Kim Thư cứ khất hết lần này đến lần khác. Chỉ khi Kim Thư bán duyên với nghệ thuật, bắt đầu hoạt động sân khấu, đóng phim và nhờ vậy, người đẹp đủ tin tưởng để kết hôn với Phước Sang. Họ sống hạnh phúc bên nhau và có hai con trai. Tuy nhiên, từ rất lâu, sau khi có thông tin Phước Sang vỡ nợ, người ta không còn thấy anh và Kim Thư xuất hiện cùng nhau ở bất cứ đâu nữa.
Biến cố vỡ nợ khiến cuộc sống nhung lụa phút chốc tan biến, đôi vợ chồng chia tay nhau trong âm thầm. Hiện tại ông bầu Phước Sang đã dần ổn định, còn Kim Thư trải qua nhiều lo lắng, bất an, hiện giờ cô đã tìm lại sự bình yên trong cuộc sống. Cô tiếp tục kinh doanh online, chế biến các món ăn để phục vụ những thực khách yêu mến những món ăn do chính tay cô nấu. Kim Thư được công chúng yêu quý bởi sự mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh.